Thanh Hà thất tình ba lần, đau như uống thuốc độc vô bụng. Trong lần xuất hiện gần nhất tại chương trình do kiến trúc sư Thái Công dẫn dắt, danh cao hải ngoại Thanh Hà chính là khách mời đầu tiên. Tại đây, cô đã có dịp tâm sự, tròi lòng với người hâm mộ về cuộc sống và đời tư cá nhân, bên cạnh giọng hát sâu lắng. Cùng với sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, Thanh Hà còn được nhiều người quan tâm khi có chuyện tình yêu đẹp cùng người bạn trai, người Philippines Roland. Thế nhưng, trước khi gặp được định mệnh cuộc đời, cô đã trải qua không ít đáng cay từ những mối tình tan vỡ và cuộc sống mẹ đơn thân bên con gái Isabella. Đúng theo chủ đề và cái tên chương trình, Thanh Hà cùng nhà thiết kế Thái Công vừa chế biến món ăn spaghetti nghêu, vừa tâm sự về cuộc đời và con người nữ danh ca. Tại đây, cô bộc bạch. Trong cuộc đời mình, tôi đã thất tình 3 lần và học được nhiều bài học quá lớn. Lúc mới lần lên, tôi còn trẻ, tôi chưa hiểu hết được chuyện thất tình là như thế nào. Nên trong tình yêu đầu tiên, tôi cũng không cảm nhận rõ được nỗi đau thất tình này. Đến lần thứ hai, tôi mới hiểu rõ hơn về lần thất tình thứ nhất là như thế nào. Tôi thất tình lần đầu tiên năm 23 tuổi. Lúc đó tôi như uống thuốc, lúc đó tôi như uống thuốc độc trong bụng vậy. Nhưng thất tình cũng là một giai đoạn rất đặc biệt, đáng để thưởng thức. Bây giờ có muốn được thất tình cũng không thể Nhưng tôi không muốn thất tình thêm một lần nào nữa đâu Sợ lắm, mệt mỏi lắm rồi Tôi muốn dẹp giai đoạn thất tình sang một bên Chỉ muốn thưởng thức giai đoạn mới yêu thôi Trải qua nhiều biến cố trong chuyện đề tư năm 2016 Thanh Hà lần đầu công khai chuyện tình yêu đương Với khán giả trong nước khi về Việt Nam Cô chia sẻ lúc mới gặp Roland Nữ ca sĩ vừa ly hôn lần hai Và chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới Thế nhưng bằng sự chân thành người đàn ông gốc Philippines đã chứng minh được tình cảm đối với Thanh Hà. Cô chia sẻ, hiện giờ tôi và bạn trai đã yêu nhau được 14-15 năm rồi, nhưng vẫn còn yêu nồng cháy như lúc mới yêu. Bạn trai tôi cũng nói mới chỉ như ngày hôm qua, nhưng tôi không biết anh ấy nói thật lòng không hay chỉ nói cho mình vui, nhưng thôi như thế cũng là tử tế rồi. Nhiều người hỏi tôi bí quyết làm sao yêu lâu đến như vậy, thực ra đây không phải bí quyết, chỉ là sau khi thất bại trong tình yêu nhiều lần tôi nhận ra rằng Đừng nên đặt mình là quan trọng nhất và trên hết. Mình phải luôn biết lắng nghe, chia sẻ. Quan trọng nhất, nếu có vấn đề gì xảy ra, mình nên gặp thằng người bạn trai của mình để nói chuyện thẳng thắn, nói hết những gì mình nghĩ. Bạn trai tôi là người Philippines 100%, nhưng rất thích nhạc, làm việc với nhiều ca sĩ Việt Nam. Đồng thời, cộng đồng người Việt được hơn 20 năm. Đặc biệt, một cô gái Việt Nam thuần túy như tôi nên buộc phải học tiếng Việt. Thanh Hà là giọng ca hải ngoại được yêu mến với chất giọng gọt ngào, sâu lắng đặc trưng cô mang ba dòng máu của người mẹ là người Việt và cha là người Mỹ gốc Đức. Thanh Hà đi hát từ thập niên 90, có nhiều bản hit như Tan Tro, Mong Manh Tình Về, Có Đôi Lần, Sợ Yêu. Nữ ca sĩ định cư tại Mỹ trong một thời gian dài, cô trở về nước và hiện đang sinh sống tại Việt Nam.